Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Mỹ từ Pháp phần 5. Ngoài những tiếng dùng để nói và viết cho đúng văn phạm, người ta còn dùng những tiếng bóng bảy để làm cho tiếng nói và câu văn thêm vẻ hoa mỹ. Cách dùng những tiếng bóng bẩy ấy gọi là mỹ từ pháp. Có thể nói, mỹ từ pháp là cách diễn đạt mang tính nghệ thuật làm cho lời văn, lời thơ trở nên tươi đẹp và có sức gợi tả, gợi cảm. Trong bài mỹ từ pháp phần 5 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm năm loại mỹ từ pháp dạng quan hệ tổ hợp đó là đối ngữ đảo ngữ ẩn ngữ liệt kê và câu hỏi trước tiên là đối ngữ đối ngữ là biện pháp dùng những từ ngữ hình ảnh có nghĩa đối nhau trong cùng một văn cảnh thí dụ ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần dẻo thơm đắng cay đối nhau đối ngữ tương phản ví dụ gần mực thì đen gần đèn thì rạng thí dụ khác tốt danh hơn lành áo tốt danh đối với lành áo khi rượu sớm, lúc trà chưa, sớm chưa, rượu trà đối nhau. Bâng khuâng duyên mới, ngập ngùi tình xưa. À, duyên mới, tình xưa. Đối ngữ hỗ tương, ví dụ, nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra giáp lại là quốc gia. Chúng ta lưu ý, đối trong một câu thì gọi là tiểu đối, còn đối hai câu với nhau ta gọi là bình đối. Tiếp theo chúng ta có mỹ từ pháp đảo ngữ. Đảo ngữ là thay đổi trật tự cấu tạo ngữ pháp thông thường của câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm của đối tượng và làm cho câu thơ, câu văn thêm sinh động, gợi cảm, hài hòa về âm thanh. Thí dụ, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Thay vì nói vài chú tiều lom khom dưới núi, thì đảo ngữ là lom khom dưới núi tiều vài chú. Thay vì nói mấy nhà lác đác bên sông thì đảo ngữ là lác đác bên sông chợ mấy nhà. Một ví dụ khác gác mái ngư ông về viễn phố gõ sừng mục tử lại cô thôn. Thay vì nói ngư ông gác mái chèo thì nói gác mái ngư ông về viễn phố. Thay vì nói mục tử gõ sừng bò thì nói gõ sừng một tử lại cô thôi. Một ví dụ tiếp theo. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Thay vì nói ai sẽ vầng trăng làm đôi, thì Nguyễn Du đảo ngữ lại là vầng trăng ai sẽ làm đôi chúng ta có ẩn ngữ ẩn ngữ là biện pháp cố ý ngưng giọng hoặc lược bỏ một yếu tố tạo câu nhằm gợi cho người đọc những ý tưởng nhất định và tạo ra giá trị biểu cảm cho văn thơ thí dụ hôm qua hứa với anh rằng sáng nay em lại khăng khăng bảo là tưởng em yêu thật hóa ra cũng vì anh quá thật thà cho nên à, những cái chấm lửng đó là để cho đọc giả tự hiểu ra rồi chúng ta đến mỹ từ pháp liệt kê liệt kê là phương thức xếp đặt một loạt những khái niệm sự vật hình ảnh để tự nó nói lên hay kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Ví dụ, tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng. Em đã sống lại rồi, em đã sống. Điện giật, rùi đâm, dao cắt, lửa nung. Không giết được em, người con gái anh hùng. Tiếp theo, thể điệu ca Huế có sôi nổi vui tươi có buồn cảm bâng khuâng có tiếc thương ai oán và chúng ta bước sang bí tử pháp câu hỏi đặt câu hỏi nhưng không đòi câu trả lời mà chỉ nhằm bộc lộ tâm tư nỗi lòng hoặc là ngạc nhiên chán nản mỉa mai câu hỏi thường có nghĩa khẳng định làm cho hình tượng văn học đẹp đẽ lên gấp bội. Chúng ta có câu hỏi tu từ khẳng định. Thí dụ, có người mẹ nào lại không thương con? Có tình yêu nào đẹp hơn tình mẫu tử? Chúng ta có câu hỏi tu từ cảm thán. Thí dụ, nhớ ai ra ngẩn vào ngơ? Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai Chúng ta còn có câu hỏi tu từ cầu khiến Thí dụ Cả các ông các bà nữa Về đi thôi chứ Có gì mà súng lại như thế này Chúng ta còn có câu hỏi tu từ phủ định Thí dụ Con người ngày nay hỏng hết rồi Ai cũng dè chừng nhau ai cũng loại trừ nhau, không còn ai thương nhau nữa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về Mỹ từ Pháp theo dạng quan hệ tổ hợp, gồm có đối ngữ, đảo ngữ, ẩn ngữ, liệt kê và câu hỏi. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, tôi sẽ đưa ra các câu được viết dưới dạng mỹ từ pháp phần các bạn hãy xác định xem đó là mỹ từ pháp gì câu thứ nhất sức mạnh đàn ông làm nên yếu đuối của đàn bà sắc đẹp của phụ nữ làm nên yếu đuối của nam nhi hai câu này vunster đã sử dụng mỹ từ pháp đối ngữ sắc đẹp sức mạnh nam nhi phụ nữ câu số hai khu vườn nhà em trồng rất nhiều loài hoa đẹp nào là hoa lan với hoa cúc hoa mai với hoa đào hoa hồng và hoa ly câu này tác giả sử dụng phương mỹ từ pháp liệt Okay. Câu số 3 Tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai hỏi ai người biết cho. Bao giờ bến mới gặp đò, hoa khê cát bướm giang hồ gặp nhau. Bài thơ này Nguyễn Bính đã sử dụng Quỹ từ pháp câu hỏi Hai câu cuối tác giả sử dụng câu hỏi tu từ để bày tỏ nỗi nhớ thương gia diết và niềm khát khao gặp gỡ gắn bó của nhân vật trữ tình. Câu số 4 Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc, còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn cười tác giả sử dụng đối ngữ câu số 5 bèo giạt về đâu hàng nối hàng mênh mông không một chuyến đò ngang không cầu gợi chút niềm thân mật lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng bốn câu thơ này huy cận đã sử dụng đảo ngữ Dòng thứ hai được tác giả sử dụng đảo ngữ để nhấn mạnh cái bao la rợn ngợp của sông nước. Dòng thứ tư tác giả sử dụng đảo ngữ để nhấn mạnh cái thanh vắng tĩnh lặng của đất trời. Chúng ta sang câu số 6. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây hay là mây là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm rông? Thịt da em hay là sắt là đồng? Những câu thơ này Tố Hữu đã sử dụng Mỹ từ Pháp câu hỏi. Chúng ta sang câu số 7. Thánh thoát tàu tiêu mấy hạt mưa, khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ xanh om cổ thụ tròn xoe tán trắng xóa tràn gian phẳng lặng lờ những câu thơ này hồ xuân hương đã sử dụng đạo ngữ chúng ta sang câu số 8. cầu nguyện là sức mạnh của con người và là sự yếu đuối của thiên chúa câu này thánh augustino đã sử dụng đối ngữ sức mạnh yếu đuối. Câu số 9. Mùa xuân đất nước mênh mông, con tàu đi giữa muôn lòng thương yêu. Tàu qua những sớm những chiều, những sông, những núi, những đèo tàu qua. Những câu thơ này Xuân Quỳnh đã sử dụng mỹ từ pháp liệt kê. Các hình ảnh được liệt kê ở dòng thơ cuối giúp người đọc hình dung Hành trình của con tàu trải qua những khoảng không gian rộng lớn, mênh mông của quê hương đất nước. Cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ. Và cuối cùng là câu số 10. Chất trong vị ngọt mùi hương, lặng thầm thay những con đường ong bay. Hai câu thơ này Nguyễn Đức Mậu đã sử dụng mỹ từ pháp đảo ngữ. Dòng thứ hai tác giả đảo vị ngữ lên trước để nhấn mạnh sự lao động thầm lặng, không mệt mỏi của bầy ong. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui. Có tựa đề là Cầu Nguyện cho con gái có bầu có một cha xứ nổi tiếng là Thánh Thiện. Thế ai xin Ngài cầu nguyện sự gì là liền được như ý. Một hôm, có một bà cụ mặt mày ủ rũ đến xin cha cầu nguyện. Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con gái của con có bầu. Cưới nhau 10 năm rồi mà chúng nó vẫn chưa có con. Cha xứ trả lời, được rồi bà yên tâm về đi cha sẽ cầu nguyện cho con gái của bà có bầu hai tháng sau bà cụ vội vàng đến gặp cha vừa thấy bà bước vào cửa cha xứ ngạc nhiên hỏi sao bà buồn rầu thế kia bộ con gái bà chưa có bầu hay sao bà cụ đáp thưa cha nó có bầu rồi cha sứ ngạc nhiên vậy sao bà còn buồn như thế bà cụ than thở thưa cha đứa chưa có chồng lại có bầu mới chết chứ cha sứ hả thôi chết rồi các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về xây dựng đoạn văn mến chào tạm biệt các bạn